lãnh đạo Hồng Kông chính thức rút dự luận dẫn độ sau 13 tuần sóng gió. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Trường đặc khu hành chính Hồng Kông chiều nay tuyên bố rút dự luận dẫn độ gây tranh cãi sau 13 tuần, chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối dự luận. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, trường đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga chiều nay ngày 4 tháng 9 tuyên bố rút lại dự luận dẫn độ, tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp kín với các nghị sĩ Hồng Kông vào chiều nay. Liên quan tới 5 yêu cầu do những người biểu tình đưa ra, tôi đã thông báo đình chỉ dự luận và nói rõ dự luận đã chết, và Lâm phát biểu trên truyền hình. Việc trường đặc khu hành chính Hồng Kông tuyên bố rút dự luận dẫn độ đồng nghĩa với việc chính quyền Hồng Kông rút cuộc đã chấp nhận một trong 5 yêu cầu của người biểu tình. Ngoài yêu cầu chính thức rút dự luận dẫn độ, người biểu tình còn đòi chính quyền Hồng Kông phải thành lập một ủy ban để điều tra các hành vi bạo lực của cảnh sát đối phó với người biểu tình, ân xá cho những người bị bắt. Dừng gọi các cuộc biểu tình là các cuộc nổi loạn và khởi động lại tiến hành cải cách chính trị đang bị đình trệ. Liên quan tới vụ việc mở một cuộc điều tra độc lập, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên thành lập một ủy ban điều tra và nên để vụ việc này cho hội đồng khiếu nại, cảnh sát độc lập giải quyết, bà Lâm nói. Đề cập tới việc bãi bỏ cáo buộc đối với những người biểu tình bị bắt, bà Lâm cho biết bà đã giải thích rằng động thái này là đi ngược lại với quy tắc của pháp luật và không thể chấp nhận được. Về vấn đề chấm dứt gọi là các cuộc biểu tình là các cuộc nổi loạn, bà Lâm khẳng định về việc mô tả các vụ việc như thế nào không dẫn đến tác động về mặt pháp lý. Theo đó, mỗi quyết định khởi tố được đưa ra đều dựa trên bằng chứng thu thập được và phù hợp với luật pháp. Từ tháng 6, người dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình phản đối dự luận dẫn độ gây tranh cãi. Dự luận cho phép Hồng Kông dẫn độ nghi phạm tới các nơi chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm cả Trung Quốc đại lục. Sau 3 tháng, dù bà Lâm đã tuyên bố dự luận dẫn độ đã chết, song người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục xuống đường để đòi hỏi chính quyền thực hiện được một số yêu cầu khác. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đông bình thản kể lại quá trình y gây án từ lúc bắt đầu cho tới lúc sát hại cả gia đình ông Nguyễn Văn Hải, em ruột của ông Đông. Liên quan tới vụ truy sát một gia đình ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội khiến 4 trên 5 nạn nhân tử vong, một hiện đang cấp cứu trong quá trình nguy kịch. Chiều ngày 1 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra